Lại một ngày rảnh hánh của anh Bảy, hôm nay thanh niên vừa định vị ra một con kênh Bình Dương, nghe nói ở đây có rất nhiều loài sinh vật thủy sinh độc lạ, đó các bạn trông kìa, bên kia có con cá Oscar Bạch đang quẫy đuôi chờ anh Bảy đến bắt, chần chờ gì nữa mà không hành động ngay nhỉ, anh Bảy đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, nhưng khi chạy đến nơi thì lại không thấy con Oscar Bạch tạng đâu nữa, chắc nó đang muốn lừa anh Bảy đây mà, nhìn thấy rồi nhá, mày tính chạy đâu con sâu, trông bé này có màu sắc trắng ngả đỏ đẹp thật chứ. Xứng đáng được vào bể của anh Bảy luôn. Những con Oscar Bạch tạng rõ ràng là quý hiếm và đắt giá hơn rất nhiều so với những con thường. Anh Bảy sẽ đến gầm con cầu này. Lần hớt đầu tiên chẳng có gì ngoài đống cỏ ướt và bụi cây cặt. Tuy nhiên đến lần vớt thứ hai anh đã giật mình khi có thứ gì đó lườn qua chân. Trời mé, thì ra chú cá Molly này là thủ phạm. Bên dưới thêm con cá Rofi nữa, thì ra bọn chúng đã lườn qua chân Bảy trọ. Vậy mà anh cứ ngỡ là có cá khổng lồ chứ. Con cá giao hề trước mắt các bạn đây cũng rất quý hiếm luôn. Nó có những con mắt đen trải dài từ thân xuống đuôi, một loại cá cực kỳ hiếm gặp ở vùng nước ngọt này. Anh Bảy sẽ thả nó vào xô đỏ. Hình như Bảy bóng lại phát hiện ra thứ gì đó. Ủa, nó chạy đâu mất rồi nhỉ? Trước đó thì ông cháu sẽ sử dụng cái lưới này để quăng xuống kênh, và thành quả đã có ngay tức khắc khi anh Bảy đã ẵm được bé cá Cichlid châu Phi. Thậm chí chúng đã nhảy ra ngoài lưới để trốn nhưng không thể thoát khỏi Bảy trọ. Ba bé cá này sẽ được anh giải thoát. Ném thử thêm lần nữa nào, lần này trông có vẻ nặng hơn. Thì ra có chú cá Cichlid mắc vô lưới. Hơn thế nữa có một chiếc beta đen ngòm nữa này. Sử dụng lưới đã chán, thanh niên sẽ xài tới cạm bẫy mà vợ anh chế tạo, cho một chút thịt sông khói vô trong, thả nó dưới gầm cầu này và chờ đợi tình yêu tới thôi. Tiếp đó anh Bảy sẽ thúc tiệp đi vớt cá ở những khu vực khác, để xem nào, đống này ngoài cỏ nước chàng chịt thì có một bé cá Cichlid. Bảy trọ phải để ý kỹ bên trong mới thấy có thêm vài chiếc cá nữa đang lẩn trốn với cái thân hình nhỏ xíu xiu. Trời mé, con Cichlid châu Phi này có màu xanh ngọc đẹp thật đấy. Bên cạnh đó, loài cá Kazami mà Bảy trọ bắt được cũng hiếm không kem. Chiếc cá lau kính trốn khá kỹ trong đống bùn. Tuy nhiên để thoát được cặp mắt của anh Bảy thì còn khuya lắm. Nhưng chú cá này để có thể được thả vào bể cá cảnh của Bảy trọ, sụp vợt ở sâu bên trong góc xem sao. Ái chà, con bay Cichlid này cũng được phết đấy nhỉ. Trông cái thân của nó dài hơn so với loài Cichlid thông thường. Anh Bảy còn tưởng bắt được bé Nam Mini nữa chứ. U là trời, các bạn xem nè, trên tay anh Bảy là cá Aza. Nó là loài có họ hàng với cá Cichlid nhưng phần thân mũm mĩm hơn, màu xanh lục nhạt xuất hiện ở ven thân rất bắt mắt, thấy nơi này có tiềm năng bắt được nhiều cá lớn. Anh Bảy đã thả một cạm bẫy ở đây, mong sẽ có nhiều chú cá đần mắc bẫy, chạy theo dọc con kênh này. Bảy trọ đã tìm ra cội nguồn của dòng nước, chính là một chiếc cống. Ngoài bốc mùi hôi thối nhức hết cái nách thì có vẻ chỗ này cũng nhiều cá không kém. Chỉ lần hớt đầu tiên anh Bảy đã bắt được tới 3 con Cichlid rồi nè. Ủa, cái quần què gì kia? Bảy trọ lăn lội một hồi đã túm được, nó chính là một con cá mập mới nhú các bạn ạ. Có thể mấy bạn không tin nhưng bằng nhiều cách nào đó, loài cá mập vẫn xuất hiện ở vùng nước bẩn bựa này, đến lúc phải đánh đổi quần lót ướt rồi. Ái chà, vật này nghe vẻ rất nặng à nhỉ? What the hell, nó là một con mai đát vàng kim khổng lồ, thật khó để tìm thấy loài cá này ở kênh bẩn. Tuy nhiên Bảy trọ đã làm được nó, hình như còn một con nữa thì phải. Anh Bảy đoán có thể chúng là cặp tình nhân, cuối cùng đã bắt được nó rồi nè mọi người. Vãi xít, thằng cu này vẫn là cá mai đát nhưng lại có màu trắng cực thu hút. Trước là con màu cam, giờ là màu trắng, liệu tí nữa Bảy bóng lụm được màu vàng không nhỉ? Trời mé, đúng như dự đoán, thanh niên đã bắt được con cá màu vàng nhưng nó là cá Oscar. Con Cichlid này cũng bị vào dọ luôn. Ái chà, chiếc cá Blue Dot này cũng đẹp ra phết đấy. Bảy trọ nói nó có họ hàng với loài cá Rofi nhưng giá trị cao hơn rất nhiều. Bé này thì là cá chim chắc luôn á. Mà cái bẫy nhỏ như vậy anh Bảy đã lụm được rất nhiều loài cá khác nhau. Đúng là đẳng cấp quá xá. Cứ tưởng hết rồi, tuy nhiên đổ sạch nước thì ông cháu lại phát hiện bé baby sắc này nè. Nó chính xác là con cá mập nhỏ á mọi người. Cùng quay trở lại với những cạm bẫy xem bắt được gì không nhé. Trời mé, con Cichlid này có màu xanh ngọc mê mẩn quá. Cầm cả nắm cá trên tay làm Bảy trọ phê tới tận nách. Ba bốn bốc cá đã được anh bỏ vào xô đỏ. Con cá lau kính này là nhân vật cuối cùng mà Bảy trọ bắt được ở cạm bẫy này. Trời đã sẩm tối, để xem cạm bẫy thứ hai mà anh Bảy đặt có gì nhé. U là trời, chưa gì đã thấy có rất nhiều chiến lợi phẩm ở đây rồi. Đầu tiên trước mắt các bạn đây chính là cá mập nước ngọt. Nó không được bự chà bá như cá mập nước mặn, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm. Nhìn cứ ngỡ con cá chê nhưng thật ra không phải đâu nhé. Con cá Oscar cam này cũng ngầu bá cháy bọ chét luôn. Ủa, hình như nó có một vết thương ở vùng đuôi, đừng nói là bị cá mập đã cắn đấy nhé. Anh Bảy sẽ thả em nó vào bể lớn, chờ đợi ngày phục hồi. Mấy bé cá nhỉ sẽ thả vô bể nhỏ. Các bạn trông đàn Cichlid này nè, cực kỳ nhiều và đẹp mắt. Nuôi chúng trong bể nhỏ sẽ là sự lựa chọn hợp lý, chứ nuôi bể to thì Bảy trọ sẽ bị mấy loài cá to hơn ăn thịt mất. Bé Oscar và bé tai tượng cũng được thả vào bể lớn. Hai anh em sinh đôi đai mát cũng vậy. Tuy nhiên đối với cá mập nước ngọt, anh Bảy sẽ thả nó ở bể có chứa nhiều cá lau kính. Một phần vì nếu thả vô bể chung, sợ nó sẽ sơi tái hết cá của Bảy bóng mất. Phần khác thì cá lau kính có vảy khá chắc nên anh Bảy tin chúng sẽ an toàn khi ở cùng cá mập nước ngọt. Sang ngày tiếp theo,
quay trở lại với cánh đồng mà hôm trước anh Bảy đã tới. Lần này ông cháu sẽ nhất định tìm được con thủy quái mà anh lỡ đánh mất trước đó, cụ thể là ở mấy cái hố đất khổng lồ này. Tuy nhiên anh Bảy sẽ phải đặt bẫy trước đã. Loại bẫy này được làm từ chai nhựa cắt xén. Bảy trọ mong sẽ bẫy được một vài em cá nhỏ đột biến. Không chần chừ nữa, mau vào việc thôi nào, thử thò tay vô trong hố xem được thứ gì không. Trời mé, cả thứ gì đó vừa hôn nhẹ lên tay anh, giật bắn cái mình luôn á. Con cá lau kính này chính là thủ phạm nè mọi người. Có vẻ như nó mới nhú nên còn khá nhỏ, sẽ thật tuyệt nếu thả em nó vào bể. Con ốc sên này ăn gì mà to thế nhỉ? Các bạn trông nè, phải bằng nắm đấm của anh Bảy luôn ấy. Đã lâu rồi Bảy trọ chưa ăn món sên bẩn. Tiếp đó anh Bảy lụm được bé cá rô phi. Loài này khá phổ biến nên anh sẽ thả nó đi. Ủa cái đùi gì ý nhỉ? Một con cá da trơn nhỏ xíu. Ở trong cái hố đất nhỏ xíu này mà nhiều cá quá xá, nên chuyển qua hố khác mới được. Thường thì mấy hố đất này anh Bảy đoán do người khổng lồ dựng lên, bữa nào phải xài camera quan sát mới được, mà đôi khi thò tay vô còn vớ được mảnh sảnh nữa chứ. Rất nguy hiểm cho bàn tay ngàn vàng luôn ấy. Ái chà, con cá Oscar này tăng động quá, nó làm anh Bảy bị thương rồi. Mày sẽ phải vào xô rồi tẹo nữa về Bảy trọ, phải bỏ lên chảo dầu. Nếu có cá lớn thế này thì chắc chắn những hố khác cũng tương tự. Bảy trọ tiếp tục giật bắn mình. Bọn sinh vật này cứ làm anh sợ vãi linh hồn thế nhỉ. Con tôm càng đen này cũng ngầu đấy chứ. Để nó tự giải thoát chính mình đi anh Bảy. Trời mé, Bảy trọ vừa lụng được con cá sọc ra báo, tuy nhiên anh lại vô tình đánh rơi nó mất rồi. Đúng là hết cứu. Ái chà, sau khi dùng vật thì ông cháu đã chính thức bắt được bé nó. Trông nó đẹp quá trời quá đất luôn. Có ai biết loài cá này không nhỉ? Hãy mau chóng comment xuống dưới phần bình luận cho mọi người biết nhé. Thêm một bé ốc sên nữa được tìm thấy. Cá tai tượng và Oscar cũng dễ dàng bị anh Bảy bắt lại. Hố nhỏ xíu mà bắt được nhiều cá quá xá. Liệu đây có phải chiếc hố thần kỳ của Doraemon không nhỉ? Lắm lúc mà bắt được bé Na nữa thì tuyệt vời luôn ấy ha ha. Để xem hố này có gì không nào. Ái chà, có thằng cu đang cắn tay anh Bảy. U là trời, ẩn sau lớp bùn thúi quắc là con cá Berlin cô sọc kẻ từ đầu đến chân. Trông nó ngầu vá cháy bọ chét luôn. Anh Bảy nói giá trị của một con như này rơi vào khoảng 8 tỷ rưỡi. Khá rẻ ấy nhỉ. Tạm thời thả bé vào trong xô đỏ. Ái chà, các bạn trông nè, Bảy trọ đã bắt được thêm một con cá Berlin cô nữa. Con lợn này còn khủng hơn trước nhiều lần, có thể nó là bố của con cá trước cũng nên. Ở trong đống bùn thúi quắc này cũng có sinh vật cọ quậy. Bé Cichlid đỏ này đã may mắn được vơ tay anh Bảy. Trời mé, thằng cu con này đang kẹp tay Bảy trọ nè mọi người. Đau thấy má luôn, trông cái người nhỏ xíu mà kẹp đau dữ vậy bay. Những chiếc gai trên người nó là minh chứng cho việc nó chính là trùm ở cái hố đấy này. Thả mày vào xô đỏ nhé. Nom nom hiểu vì sao mấy hố đất này lại sâu như vậy rồi. Bảy bóng cứ múc tay từng tảng đất thế này bảo sao không sâu chứ ha ha. Vãi xít, con gì ở đây to lắm nè. U là trời, một con Berlin cô cỡ bự, thậm chí nó bị bạch tạng nên cơ thể đã chuyển từ đen sang vàng kim thế này. Các bạn trông lớp vảy siêu đẹp của nó kìa, nhìn như vị vua của loài cá Berlin cô này vậy. Bé nó xứng đáng được xếp vào hàng ngũ loài cá đẹp nhất mà Bảy trọ từng bắt được. Anh Bảy tiếp tục mò tay sâu vào bên trong hố, bắt được mấy loài thủy sinh cỡ nhỏ. Ủa khoan cái, con lợn nào dám đớp tay anh thế nhỉ? Phải sử dụng chiếc vật tử thần thôi. Trời mé, một con tôm càng xanh cực xịn sò đã được tìm thấy. Nó có cơ thể to chà bá luôn nè mấy bạn. Thân hình thằng cu màu đỏ nhưng càng lại màu xanh, thật ảo ma quá đi. Anh Bảy dự đoán nó chơi Free Fire nên vừa mới sơm sờ kin để tăng đam thì phải. Tiếp đó anh Bảy sẽ đặt một chiếc bẫy nhỏ ở tít tận chiếc cống kia. Trời đã nhanh chóng sẩm tối, mặc dù khá sợ ma nhưng thanh niên vẫn chảy cối mò thêm. Anh Bảy xem lại cạm bẫy chai nhựa. What the hell, thứ gì đỏ đỏ đây nhỉ? Thì ra tôm càng đỏ đã bin mắc kẹt ở đây, cứ ngỡ phải lụng được thủy quái gì chứ. Chiếc chai thứ hai có một con cá Cichlid cỡ vừa, bọn chúng sẽ được thả vô bể. Ủa sao lại có em cá sọc da báo ở đây nhỉ? Con lợn này nhỏ quá, mà nhìn nó cứ giống cá mập nước ngọt thế nào ấy. Ở chiếc lô cuối cùng, Bảy trọ đã bắt được em cá thiên thần trắng siêu đẹp. Vậy là có 4 anh em siêu nhân trong bể nước mini này rồi nhá. Chắc bọn chúng sẽ không đấu đá lẫn nhau để giành danh hiệu siêu nhân đỏ đâu ha ha. Hiện tại là 12 giờ đêm, đến lúc anh Bảy mang bọn cá mà anh bắt được về nhà rồi. Bọn chúng sẽ được thả vào bể nuôi, dự kiến sau này nuôi lớn tầm vài cân ông cháu sẽ bỏ ra thịt cũng chưa muôn đâu. Cầm một nắm cá như này thật đã cái nư quá đi. Bạn nào muốn nuôi một con tai tượng, Cichlid hay thiên thần trắng thì hãy nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận. Nom Nom sẽ kêu anh Bảy ship đến tận nhà cho các bạn luôn nha. Video về săn tìm các động vật thủy sinh quý hiếm đặc sắc đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nom Nom trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.